Vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý xúc động khi chồng nhận bằng khen gặp nhau cuối năm. Vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý xúc động xen lẫn niềm tự hào trước bằng khen của chồng. Là người kề vai sát cánh với nghệ sĩ nhân dân Công Lý từ những ngày ốm đau, hơn ai hết, Ngọc Hà hiểu những trăn trở, nhớ nhung của chồng với sân khấu. Cô cũng từng tiết lộ ông xã đã nuốt nước mắt vào trong khi phải vắng mặt tại Táo Quân 2022. Ngay khi sức khỏe nghệ sĩ nhân dân Công Lý ổn định, Ngọc Hà cũng là người động viên, hỗ trợ chồng trở lại sân khấu. Sau buổi tổng duyệt và hai buổi ghi hình Táo Quân 2023, nghệ sĩ nhân dân Công Lý trở về nhà với tấm bằng khen ghi nhận cống hiến trong chương trình gặp nhau cuối năm. Ngọc Hà đã có những chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Chỉ viết, khi MC Thảo Vân đọc tên từng người nhận bằng khen, trong đó có anh Lý, khán giả vỗ tay rất to. Nhìn anh Lý được thiên lôi, anh Thành Trung dìu ra sân khấu để chào khán giả, tôi nhìn từ cánh gà cũng muốn khóc. Thậm chí anh Xuân Bắc còn nói với tôi, khi nhìn anh Lý trên sân khấu mà hai hàng nước mắt anh trào ra. Không chỉ cảm động, Ngọc Hà còn vô cùng tự hào khi chồng luôn được đồng nghiệp kính trọng, yêu thương. Cô nguyện ước năm 2023, nghệ sĩ nhân dân Công Lý có nhiều sức khỏe để sớm trở lại với ánh đèn sân khấu. Nhờ hậu phương vững chắc, nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã dần trở lại với công việc và đảm nhận vai nhỏ trong chương trình Táo Quân 2023. Chia sẻ với Vietnamnet trong một bài phỏng vấn gần đây, nghệ sĩ nhân dân Công Lý bày tỏ sự hồ hởi khi gặp lại ekip Táo Quân đã gắn bó 20 năm qua. Tuy nghệ sĩ nhân dân Công Lý đang dần bình phục nhưng chưa thể đáp ứng cường độ biểu diễn và luyện tập như xưa nên anh được đặc cách và tham gia một vai đặc biệt để tri ân khán giả. Gặp nhau cuối năm, Táo Quân từ lâu là chương trình quen thuộc với khán giả truyền hình đêm giao thừa Tết Nguyên đán hàng năm trên VTV. Những vấn đề nóng của kinh tế, đời sống, xã hội, văn hóa xảy ra trong năm được thể hiện dưới góc nhìn hài hước và sâu sắc luôn tạo được tiếng cười và hấp dẫn khán giả nhiều năm qua.